Nhóm nghiên cứu của Trung tâm CRP, Trung tâm nghiên cứu các đóng góp cho các chính trị gia vừa công bố thông tin, chi phí cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 được xem là tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các ứng cử viên và các đảng phái toàn liên bang đã và đang chi tới hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ cho các chiến dịch tranh cử của mình. Theo đó, hai ứng cử viên Tổng thống là Hillary Clinton và Donald Trump đã chi ra khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn 100 triệu đô la Mỹ so với con số mà các ứng cử viên Tổng thống cách đây 4 năm đã phải bỏ ra. Nếu được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát tại Mỹ, tổng mức chi phí này sẽ còn lớn hơn nữa.